mẫu biệt thự này hoàn thiện rất đẹp như căn nhà mà quý vị nhìn thấy này. Một trong những mẫu biệt thự đẹp tại phân khu D, khu đô thị Garanco Lê Trọng Tấn. Đó là mẫu biệt thự như trước mắt quý vị nhìn thấy đây. Đó là mẫu biệt thự rộng 320m2 và đặc biệt là nó có mặt tiền rộng đến 16m từ cây này sang bên này. 16m mặt tiền. Diện tích sổ đỏ là 320m2 và xây dựng là gần 400m2. Căn biệt thự ở mẫu D44 này thì được thiết kế là 3 tầng cả tum. Đặc biệt là ở khu D này thì nó sẽ chia làm ranh giới của hai địa phận, đó là phường Dương Nội của quận Hà Đông và xã La Phù huyện Hoài Đức. Thì những căn biệt thự ở tại vị trí mà quý vị đang xem đây, nó thuộc phường Dương Nội của quận Hà Đông, toàn bộ sổ đỏ là thuộc phường Dương Nội của Hà Đông. Và phía bên trong kia thì nó là địa giới của những căn nhà thuộc xã La Phù huyện Hoài Đức. Vậy là không phải toàn bộ khu D đều là Hoài Đức quý vị nhé. Khu D này địa giới hành chính cũng chia làm hai nửa, mặc dù là khu đô thị Garanco Tấn nhưng mà địa giới hành chính đã chia làm hai nửa và chạy giữa theo cái phân khu D này, nên là nhiều căn nhà ở đây sẽ thuộc sổ đỏ là phường Dương Nội quận Hà Đông và đâu đó một nửa là thuộc xã La Phù huyện Hoài Đức. Phía đằng trước đây thì quý vị đi ra cái mặt đường Lê Trọng Tấn và từ căn biệt thự này đi ra mặt phố Lê Trọng Tấn thì khoảng 2 phút di chuyển, khoảng 300-400m. Và căn biệt thự này có hướng nhà là hướng đông nam, dãy D44 và hướng đông nam. Cái trục quý vị đang nhìn thấy đây là trục đường rộng 3 làn xe ô tô di chuyển. Điều giá trị của những căn nhà tại khu đô thị Garanco Tấn thì như họ đã chia sẻ rồi là đều đường rất là rộng rãi, 3 làn xe ô tô, mà ít cái khu đô thị nào có được cái hạ tầng đường to này. Giá như những đường trước nhà như này mà là đường thảm nhựa thì còn tuyệt vời nữa. Và đây là đường bê tông, toàn bộ khu thị này thì đều là đường bê tông nên là nhiều người đánh giá là không thích cái đường bê tông lắm thì đi không mái. Tuy nhiên nó cũng chẳng vấn đề cả, bê tông càng bền quý vị ạ. Và nếu quý vị nào quan tâm đến căn biệt thự 320m2 có mặt tiền rộng 6m, biệt thự đơn lập tại phường Dương Nội quận Hà Đông tại khu đô thị Garanco Lê Trọng Tấn thì hãy liên hệ ngay với họ cho máy 0913798558 để sở hữu những căn biệt thự này. Và nó đúng chất là biệt thự sân vườn với mặt tiền là rộng đến 16m, top những căn biệt thự có cái mặt tiền lý tưởng và cái diện tích đủ lớn 320m2 cộng với lại cái việc công năng xây dựng là 400m2 sàn sử dụng cho căn nhà 3 tầng cả tum này. Và phân khu D này cũng được cho là cái phân khu mà có nhiều vườn hoa công viên cảnh quan nhất tại phân khu D này. Vị trí kết nối thì đi thẳng ra cái con phố Lê Trọng Tấn bằng con đường phía đằng trước quý vị đang nhìn thấy đây. Đấy, hoặc là quý vị có thể đi bằng những cái đường ở bên trong thì cũng rất là ok cả. An ninh thì quý vị biết rồi, đều là bảo vệ nghiêm ngặt này, rất cả những cái bốt an ninh, bốt bảo vệ thì đều ở đầy đủ hết. Mặc dù nó là khu đô thị mở ra. Đấy, khu đô thị mở, khu đô thị được phép kinh doanh, nhưng tuy nhiên cái việc an ninh ở trong này rất là an toàn. Ở mẫu biệt thự 320m tại D44 này thì nó giống cái mẫu biệt thự ở bên khu đô thị A Lạc Simoni, một cái mẫu nhà bề thế. Đấy, quý vị nhìn thấy cảnh quan không gian, cây xanh, rồi vườn hoa, rồi tiểu cảnh ở trong khu đô thị này. Thật sự là nó chưa được chăm chút tỉ mỉ kỹ càng như khu đô thị Park City tôi đang ở, nhưng đây cũng là khu đô thị đáng sống với cái mật độ xây dựng, mật độ cây xanh, tiện ích cảnh quan, trường học, bể bơi, sân vườn. Và điều giá trị đó là khu đô thị mở nên được phép làm công ty, văn phòng, trụ sở là đều có thể sử dụng, đăng ký kinh doanh ở trên cái ngôi nhà của mình. Nhiều khu đô thị khép kín thì cái giá trị nó lại giá trị riêng tư, nhưng với những cái khu đô thị mở thì cái việc kinh doanh, giao thương nó lại trở nên dễ dàng và giá trị hơn với đại đa số. Loại biệt thự nhỏ hơn ở tại phân khu D này đó là biệt thự 3, biệt thự 200m, đó là biệt thự song lập thì mặt tiền rộng 10m, thời điểm hiện tại tháng 11 năm 2024 này đang có mức giao dịch từ 27 đến
30 tỷ tùy cái vị trí. Và nếu quý vị nào quan tâm đến những căn biệt thự đơn lập thì căn nhà Thọ giới thiệu trong video đó là căn nhà mà quý vị có thể tham khảo đi xem ngay, nếu nó phù hợp có thể sở hữu thời điểm này. Rất ít những căn biệt thự đơn lập mà lại có sẵn sổ, và đặc biệt nó lại thuộc cái địa phận của Hà Đông, hướng nhà là hướng Đông Nam. Vâng, hãy liên ngay với Thọ theo số điện thoại 0913798558 để sở hữu những căn biệt thự với mức giá hấp dẫn nhất tại khu đô thị Grand Côn Đồng Tấn nhé.